Kỳ lạ, cặp vợ chồng phát hiện một con ất săn sống trong quả ớt chuông. Một cặp vợ chồng người Canada trong khi đang làm bữa tối đã có một phen kinh ngạc khi phát hiện một con ất săn bé xíu đang ngồi chiếm trệ bên trong trái ớt chuông. Điều ngạc nhiên là không biết con ất này đã sinh trưởng bên trong trái ớt từ bao lâu và làm thế nào nó có thể chui lọt vào bên trong trái ớt không có bất kỳ một lỗ hổng nào. Vào hôm ngày 9 tháng 2, bà Nicole Gannon cùng chồng là Gara Blackburn sống tại thành phố Saguenay thuộc tỉnh Quebec, Canada, trong lúc đang chuẩn bị bữa ăn tối thì bất ngờ phát hiện một chú ớt săn bé tí hon đang ở trong quả ớt chuông mà họ vừa cắt ra. May mắn là khi con dao cắt ngang qua quả ớt thì không hề trúng vào người con ớt. Tuy nhiên cặp vợ chồng không hiểu bằng cách nào mà con vật lưỡng cư nhỏ bé này lại có thể chui vào được trong ấy. Được biết họ đã mua rau củ ở một siêu thị địa phương. Ngay sau đó cặp vợ chồng đã báo cáo vụ việc với Cục Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Thực phẩm Quebec, viết tắt là MAPAQ, sau khi được biết thông tin chính xác. Sau khi được biết thông tin, họ xác định đây là loại ớt cây xanh và đã tiến hành tìm hiểu xem vì sao con vật bé nhỏ này lại có thể chui vào được trong đây. Bà Gannon cùng chồng là Blackburn đều cho biết cả hai người không thể thấy bất kỳ một lỗ hổng nào trong quả ớt và không hiểu bằng cách nào con ớt lại có thể chui vào được trong đó. Ngay sau khi chụp lại ảnh, vợ chồng bà vội vàng cho cả ớt xanh và ớt vào trong một cái hộp kín rồi mang tới cửa hàng tạp hóa địa phương và MAPAQ. Trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Canada, cô Gannon cho biết: "Điều này giống như một câu chuyện bí ẩn, tôi không thể lý giải được làm sao nó lại có thể chui vào được bên trong trái ớt. Thật là kỳ lạ." Ông Blackburn cũng nói thêm: "Trong khi quả ớt xanh còn nguyên vẹn, nó không có bất kỳ một lỗ hổng nào. Tôi đã không để ý nó có dấu hiệu bất thường nào cho đến khi bộ đôi quả ớt mới nhìn thấy con ớt ngồi trong đó." Kể từ khi ớt được nhập khẩu từ Honduras vào Canada, Cơ quan Kiểm tra Thực phẩm Canada ở Quebec mỗi năm đều nhận được khoảng 20 vụ việc thông báo rằng có các loại sinh vật sống bên trong thực phẩm, nhưng chủ yếu đều là côn trùng hay một số con nhện. Những loại động vật có thể dễ dàng chui vào bên trong, tuy nhiên trường hợp ớt xanh thì thật là hiếm thấy. Trong khi đó, phát ngôn của MAPAQ thừa nhận rằng trường hợp loài lưỡng cư sống bên trong thực phẩm thì chưa bao giờ gặp qua. Nếu nó ở trong hộp nhựa hay đồ vật bằng kim loại thì còn dễ lý giải. Các nhà nghiên cứu MAPAQ sau đó buộc phải tiến hành giải phẫu con vật để khám nghiệm, tìm ra nguyên nhân. Johan Delaboy, phát ngôn của MAPAQ nói: "Chúng tôi đang tiến hành thí nghiệm, phân tích con ất nhằm xác định được nguyên nhân nó làm thế nào có thể chui vào được bên trong trái ất. Tất cả điều này đều là vì để đảm bảo vấn đề an toàn thực phẩm." Con trai của bà Gannon đã có một cuộc phỏng vấn với tờ báo Vice và xác nhận rằng gia đình thật sự cũng không biết làm cách nào mà con ất có thể chui vào được bên trong trái ớt xanh. Anh suy đoán có thể do một côn trùng nào đó mang theo trái trứng ất rồi đậu vào bên trong đó. Nhưng đây cũng chỉ là dựa theo suy đoán của anh. Theo giáo sư Barry Mikalev, nhà sinh lý học thực vật tại Đại học Guelph, lại lý giải rằng trong giai đoạn đầu của sự phát triển, ớt xanh có thể bị đứt đôi nếu gặp phải một trận mưa lớn. Vì ớt xanh có lớp vỏ mỏng và rỗng ruột nên chúng rất dễ bị tách đôi và cũng có thể từ từ lành lại. Nếu trong thời kỳ nứt, một con đồng nọc vô tình đột nhập hoặc một côn trùng nhỏ xâm nhập vào bên trong mang theo trái trứng, cộng thêm việc cây ớt xanh được trồng trên đồng chứ không phải trong nhà kính, thì việc ớt xanh sống bên trong trái ớt là điều có thể xảy ra. Nhưng đây cũng chỉ là một trong những giả thiết. Hiện tại vụ việc vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và chưa đưa ra được kết luận chính xác.